Khoa Bướu và Chăm sóc Giảm nhẹ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được thành lập vào năm 2009 với quy mô và cơ sở vật chất ban đầu còn hạn chế. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của bệnh viện, Khoa Bướu đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đến nay đã trở thành một trong những địa chỉ tin cậy cho các bệnh nhân ung thư trên khắp cả nước. Năm 2021 đã đi qua với sự bùng nổ của dịch bệnh COVID, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nói chung và chuyên khoa ung bướu nói riêng phải đối mặt với những khó khăn trong công tác khám chữa bệnh ngay tại bệnh viện. Trong bối cảnh đó, khoa ung bướu đã đồng hành cùng bệnh viện đưa ra những giải pháp để mang lại chất lượng khám chữa bệnh an toàn và đảm bảo phòng chống dịch. Đối với công tác khám bệnh ngoại trú, luôn đảm bảo nguyên tắc 5K và chưa để trường hợp nào xuất hiện tình trạng lây lan dịch tại bệnh viện. Những con số ấn tượng của khoa ung bướu trong năm vừa qua bao gồm: khoa ung bướu đã tiến hành khám cho hơn 15.000 lượt bệnh nhân khám mới và hàng nghìn lượt khám lại cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại khoa. Số ca phẫu thuật đạt trên 1.500 ca trong năm vừa qua, duy trì được số lượng ca phẫu thuật tương đương năm 2020. Tham gia nhiều buổi hội chẩn và khám bệnh từ xa chuyên ngành ung bướu qua hệ thống telehealth của bệnh viện. Đối với công tác điều trị nội trú, khoa ung bướu duy trì lượng bệnh nhân điều trị trong ngày dao động từ 80 đến 90 bệnh nhân, đảm bảo giảm thiểu tối đa thời gian nằm viện và giảm nguy cơ lây truyền dịch bệnh COVID. Đồng thời, khoa ung bướu luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của bệnh viện như đảm bảo 5K, lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân và nhân viên y tế định kỳ, đưa phòng đệm vào sử dụng có hiệu quả. Khoa ung bướu và Chăm sóc Giảm nhẹ luôn chú trọng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tích cực xuất bản các bài báo trong nước cũng như quốc tế, linh hoạt trong ứng phó với diễn biến của dịch bệnh. Ngoài hình thức dạy học tập trung, khoa ung bướu còn liên tục triển khai các buổi sinh hoạt khoa học, đào tạo nâng cao chuyên môn cho nhân viên và học viên của khoa theo hình thức trực tuyến, không ngừng cải thiện chất lượng khám chữa bệnh. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID, các hoạt động của khoa cũng đã có những sự điều chỉnh, các buổi giao ban và hội chẩn chuyển sang hình thức trực tuyến. Khoa ung bướu đã đồng hành cùng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cử nhân lực tham gia công tác chống dịch tại các tỉnh miền Bắc, bệnh viện điều trị COVID cũng như tại Bình Dương. Đối với hoạt động nội bộ, khoa ung bướu là một trong các khoa tích cực triển khai công tác 5S nhằm cải thiện đáng kể hiệu quả làm việc của khoa. Bên cạnh đó, khoa ung bướu phối hợp cùng với phòng công tác xã hội và các nhà hảo tâm luôn đồng hành và hỗ trợ các bệnh nhân ung thư, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức phát quà cho các bệnh nhân trong ngày lễ Giáng sinh, năm mới. Nhiều hoạt động tập thể khác nhằm gắn kết mọi người trong đại dịch cũng được khoa triển khai và hưởng ứng dưới sự phát động của công đoàn bệnh viện như hiến máu nhân đạo. Các ngày lễ như Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ngày Thầy thuốc Việt Nam cũng được toàn thể nhân viên trong khoa tham gia nhiệt tình. Một năm trôi qua với nhiều sự kiện, nhiều khó khăn, đặc biệt đối với ngành y tế. Với tinh thần mỗi cán bộ y tế là một chiến sĩ, khoa ung bướu và Chăm sóc Giảm nhẹ đồng hành cùng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. COVID không thể chiến thắng chúng ta.